Sở Công Thương TP HCM vừa đề xuất hỗ trợ 9 khẩu trang một người trong 3 tháng cho học sinh, học viên, sinh viên và công nhân vệ sinh trên địa bàn thành phố. Sẽ có hơn 1,4 triệu người được nhận hỗ trợ này. 3 nhóm đối tượng được hỗ trợ khẩu trang vải kháng khuẩn có thể tái sử dụng 10 lần, gồm học sinh, học viên tại cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập và công nhân vệ sinh, thu gom rác, vận chuyển rác, quét đường, thoát nước. Dựa trên cơ sở đăng ký của các đơn vị, Sở Công Thương TP HCM thống kê có hơn 1,4 triệu người. Trong đó, học sinh, học viên là hơn 1,2 triệu người, sinh viên, học viên tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp là khoảng 168.000 người và công nhân vệ sinh là hơn 6.800 người. Với mức hỗ trợ 9 cái một người trong 3 tháng, tổng số khẩu trang dự kiến hỗ trợ là hơn 12,8 triệu cái, với kinh phí dự trù khoảng 95,2 tỷ đồng.